chào cô chú. À bây giờ vợ chồng Ti sẽ test cái máy hút nước. Nãy giờ các bé cu nó thấy chồng Ti lắp lắp á, nhiều chuyện đứng dòm quá trời luôn, không biết này là gì đây. Tí nó mở lên cái máy nó ầm 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 nè, không biết có chạy không hay là cũng vẫn nhiều chuyện đứng. À đây là máy hút bụi nước. Cái dung tích là 30 lít. Máy công nghiệp. Vợ chồng Ti nhiều lúc quét nè, nó còn hơi ướt ướt vậy nè cô chú. Thì Ti sợ nhiều khi các bé bị viêm da, nên Ti đã mua cái máy này để hút khô cho các bé thật là sạch sẽ luôn. Đây là những bé chó ngủ ở trong nhà. Trời ơi, tụi con nhiều chuyện quá, không biết ba đang làm cái gì. Bu về sao ba làm đây, mấy đứa này nè. Đây là nền nhà nè, cô chú cô queo luôn. Con ngày thương biết rồi, thương. Cái dây của máy dài tới 7 mét lận cô chú, nên mình có thể kéo rất là xa. Trời ơi, nó bù bà nó rồi. Các bé của Ti á, ở ngoài sân thì ngủ trên kệ với trên bàn không à, nhưng mà ở trong nhà là các con nằm dưới đất, nên Ti phải đợi thật là khô. Ti mua những cái giường cần á, thì các con nằm ở trên đây. Bé ơi, các con sẽ nằm trên kệ như thế này. Và trên giường tầng bé nào thích nằm ở đâu thì nằm cô chú. Sao con? Bình thường Ti rất là bận luôn cô chú và các bạn, nên nếu mà có việc gì cần thì cứ gọi điện cho Ti nha. Đừng có nhắn tin, nhiều khi nhắn tin nó Ti trả lời rất là trễ. Sàn nhà khô queo luôn, đã quá cô chú và các bạn ơi. Máy này Ti mua 3,5 triệu. Ở máy ấm của Ti á, vợ chồng Ti và các bé đều ngủ chung với nhau hết, mình không có phòng ốc gì cả. Nên nói nhiều khi á, Ti đọc những comment á, hỏi giống như là máy ấm của Ti không phải là một mái nhà ấm áp thì Ti cũng hơi buồn đó cô chú và các bạn. Lúc trước khi mà vợ chồng Ti đến đây chỉ có một cái nhà cấp 4 này thôi, mà mình nói là nhà thôi chứ nó giống như là một cái kho gì đó, nó thẳng đột từ trên xuống dưới. Cô chú và các bạn nhìn thấy ở phía xa không, từ ở đó mà nhìn thẳng vô đây. Đâu có phòng ốc gì đâu. Các bé thích ngủ đâu ngủ à. Đây là em cuốn giữ kỳ đó bị chủ á đánh bể đầu luôn. Ti đã nhận con về tập máy ấm, cho tới ngày hôm nay thì con nó hơi hơi thân thiện thôi chứ nó chưa hiền đâu cô chú.
bé súng. Ồ, chương bé súng. Tuy vẫn còn để trong con trong chuồng để làm quen với con. Thôi thương nè con. Cô chú thấy bé màu trắng trắng này không cô chú? Đây là bé Chí Phèo. Hôm nay Chí Phèo mọc lông ra rất là đẹp. Đây là những bé cún vợ chồng Ti cứu rất là lâu rồi. Hôm nay ba quét nhà bằng máy hút khô các con. Giờ quá trời luôn. Mẹ thương Bully té nãy giờ. Bé ơi. Giờ tụi con bu quá xong kéo đây nè. Hôm nay thấy có cái máy lạ lạ. Trời ơi bu quá trời luôn. Ti rất là vui mừng thay cho các bé khi các con có cái máy này để mình hút khô cho các con nằm. Lâu mẹ Trương. Trời ơi con ăn bánh con đội tùm lum hết nè. Đây là bé Bẹt Dê già. Trời ơi con đứng che hết máy ảnh mất tiêu luôn. Vợ chồng Ti á có cho con một cái chỗ nằm trong kia nè, nhưng mà con ra đây con nằm. Rớt máy. Ti rất cảm ơn cô chú và các anh chị đã cho các bé ở máy ấm Ti quần áo cũ. Bé cún bị viêm da này là hôm bữa chủ bỏ, Ti mới nhận con về. Ti đã cho con uống nét ga rồi và tắm rửa cho con bằng thuốc. Hy vọng một thời gian sắp tới con sẽ hết bị viêm da. Ô mẹ Trương, trời nhịp quá, người ta thấy con xấu quá, người ta bỏ con đúng không? Ừ. Bin ơi, Bin chào cô chú một cái đi Bin. Bin ơi. Đây là bé Leo, hồi trước bé Leo bị người ta hành hạ đánh đập á, Ti cũng đã cứu chuộc con hết 1,5 triệu á. Và ngày hôm nay con trở thành một cậu bé rất đáng yêu ở mái ấm của Ti. Mẹ Trương nè. Ôi con trai đẹp trai của mẹ. Bé cún Bẹt Rê này không có nằm một chỗ cô chú, mà con đi lung tung. Ti ngồi xuống nguy hiểm quá cô chú và các bạn. Sợ các bé cắn nhau. Ở mái ấm của Ti chỉ đơn sơ và giản dị như vậy thôi. Hồi trước mà vợ chồng Ti đến đây, ở đây rất là khổ luôn mọi người. Không có cái mái che như thế này nè. Chỉ có một chút xíu ở trong kia thôi. Mấy năm qua thì Ti cũng đã cố gắng để mang đến cho các bé cái cuộc sống như thế này cũng là hết khả năng của mình rồi. Ti hy vọng những cái người nào mà có bình luận nói máy ấm Ti thế này thế kia đó, thì Ti cũng hy vọng mà các anh chị nhìn thấy cái khó khăn của máy ấm để giúp đỡ cho các bé có cuộc sống tốt hơn. Đây là những bé mèo ở máy ấm của Ti. Có chị comment không nhắn tin cho Ti là chụp hình giùm các bé mèo. Chị sẽ nhận nuôi một bé, nhưng mà Ti chưa có rảnh để chụp hình. Nhưng mà Ti nói thiệt với cùng tất cả các anh chị và các bạn là những cái bé mèo ở chỗ Ti là mèo hoang và là mèo ta thôi. Các bé nó không có đẹp lung linh giống như là những cái em mèo kiện đâu. Và những em mèo hoang rất là dữ, khó gần lắm. Nếu mà mình nuôi một em mèo lớn như vậy khó nuôi lắm mọi người. Nếu mà mang về sợ các con bỏ đi. Bởi vậy những anh chị và các bạn cân nhắc khi mà nhận một em mèo lớn là rất dễ bị mất. Tại vì các em lớn rồi không chịu ở nhà đâu. Đó toàn là mèo ta thôi, không có mèo cảnh và mèo kiển. Những em cún ở đây là sống ở trong đây là những em cún hiền khô luôn cô chú và các bạn.
với những em cún già và có em bị mù nữa, nên Ti để cho các em sống chung với những em mèo. Bé cún này á là hôm bữa Ti nhận á, con ghẻ đầy người luôn, cho con uống thuốc rồi hôm nay thấy con nó đẹp ra được chút, lông lá mọc mà cũng lanh lợi hơn. Còn em mèo ở trong chuồng á, là một em mèo nó có sức khỏe không tốt, Ti đang cách ly em. Ở chỗ Ti á không có mèo con đâu cô chú và các bạn, nuôi mèo lớn khó lắm, Ti sợ nó bỏ đi. Tụi con đi ra ngoài nè, đi 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 đây. Kì. Đây là em Mai. Thôi em đừng nóng giận nha, em đừng nóng giận. Meo 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 meo. Meo 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 meo. Meo 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 meo. Trời ơi, Ti vô chuồng mèo á, mấy em á nó chạy theo vô. Ti sợ cắn mèo á nên Ti phải kêu các em ra. Ở chỗ Ti á là đồng ruộng nên nó bị ẩm ướt lắm, bởi vậy Ti phải mua những cái giường cái kệ này cho các con nằm. Ti rất mong cô chú và các anh chị hiểu và thông cảm cho mái ấm của Ti. Nhà cửa đã sạch sẽ rồi cô chú và các bạn, và rất là khô nên các con vô nằm thoải mái. Ti cảm ơn cô chú và tất cả các bạn cùng anh chị gần xa đã yêu thương và giúp đỡ cho mái ấm. Ti rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người để các con có một cuộc sống ấm no và hạnh phúc những ngày tháng còn lại trong cuộc đời các bé trên thế giới. Ti xin kính chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, may mắn và nhiều hạnh phúc. Ti xin dừng clip ở đây nha cô chú để chuẩn bị cho các em ăn tối. Kính chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Bye bye mọi người nha. Hẹn mọi người ở những cái clip sau.